Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Cừu Đại Nương. Lại nói đến Phúc, sau khi Tử Giã em về đến nhà, sụp lạy xin chịu tội. Đại Nương rước mẹ lên ngồi nhà trên, tự mình cầm hèo, hỏi Phúc rằng: mày có tự nguyện chịu đòn thì mới có thể tạm ở lại, còn như không muốn thì ruộng vườn của mày đã hết sạch rồi. Đây không phải là chỗ để mày đến ăn nhờ, mày đi ngay đi. Phúc khóc lóc phục xuống đất xin chịu đòn. Đại Nương vứt cái hẻo đi, nói rằng: con người đã bán vợ thì cũng chẳng trừng phạt làm gì nữa, nhưng cái án cũ vẫn chưa xóa, nếu mà tái phạm thì sẽ báo quan ngay. Nói xong, nàng cho người sang báo tin cho họ Khương. Cô gái họ Khương dằn giọng nói rằng: tôi có là người gì của nhà họ Cừu nữa đâu mà phải báo tin. Đại Nương nhiều lần nhắc lại câu nói ấy để bêu xấu Phúc, hổ thẹn không dám lên tiếng. Nửa năm trôi qua, Đại Nương tuy cho Phúc đủ ăn đủ mặc, nhưng bắt làm việc nặng như đứa ở. Phúc cũng làm lụng mà không oán trách gì, cò giao cho tiền bạc cũng không dám tiêu pha bừa bãi. Đại Nương xét thấy Phúc không có ý gì khác, bèn thư với mẹ cho mời nàng Khương trở về. Mẹ nghĩ rằng không có cách gì làm cho cô ấy nghĩ lại được nữa. Đại Nương nói: không phải thế đâu mẹ. Nếu người ta có lòng nào thờ hai chồng thì đã chả tự chuốc lấy đau đớn khổ sở, chứ chẳng ai mà lại không có cái giận như vậy. Rồi nàng thân hành đem em trai sang chịu tội bên nhà vợ. Ông bà Nhạc trách mắng đủ điều. Đại Nương nạt Phúc bảo phải quỳ xuống rồi mới xin mời vợ ra gặp. Mời đến 3-4 lần mà nàng vẫn khăng khăng tránh mặt không chịu ra. Đại Nương vào nhà tìm, kéo ra thì nàng chỉ vào mặt Phúc mà mắng nhiếc tàn tệ. Phúc thẹn thùng toát mồ hôi, không còn cách gì dung thứ được cho mình. Bà cụ họ Khương mới kéo Phúc bảo đứng dậy. Đại Nương xin cho biết ngày nào thì vợ Phúc sẽ trở về. Nàng nói: từ trước đến nay chịu ơn của chị đã nhiều, nay chị dạy như thế em đâu dám trái lời, nhưng chỉ sợ không giữ được cho em khỏi bị bán lần nữa. Vả chăng ân nghĩa đã dứt hẳn rồi, em còn mặt mũi nào mà ăn ở với đứa vô lại lòng đen như mực ấy. Muốn xin với chị dọn ra ở riêng một căn nhà, cho em sang đấy để phụng dưỡng mẹ già, còn hơn là cạo đầu đi tu, thế là đủ rồi. Đại Nương bày tỏ lòng hối hận của Phúc và ước hẹn ngày mai đến rước rồi từ biệt. Sáng hôm sau, nàng cho xe sang đón em dâu về. Bà mẹ ra tận cửa quỳ lạy, nàng Khương cũng sụp lạy mà khóc to lên. Đại Nương khuyên can rồi dọn tiệc rượu để ăn mừng, cho Phúc ngồi bên cạnh bàn. Đoạn nàng nâng cốc nói rằng: sở dĩ tôi tranh giành khổ sở, không muốn phải là cốt mưu lợi cho mình, nay em đã biết hối cải, vợ hiền đã trở về, vậy tôi xin đem sổ sách giao lại. Tôi đến tay không, bây giờ lại trở về tay không. Vợ chồng đều rời bàn tiệc đứng dậy, sụp lạy và khóc lóc. Đại Nương bèn thôi, chưa được bao lâu thì cái lệnh rửa oan đã về đến nơi. Chỉ trong vài ngày, ruộng vườn lại trở về với chủ cũ. Tên Ngụy kinh hãi không hiểu ra sao, chỉ biết tự giận mình không còn kế gì để mà thi thố. Chợt nhà láng giềng phía tây phát hỏa,
Ngụy lấy cớ chữa cháy chạy sang, rồi ngầm lấy một mồi rơm đốt nhà Lộc. Gió lại thổi mạnh, cháy lan gần hết, chỉ trừ 2-3 căn nhà của Phúc. Cả nhà phải rời sang ở chung. Ít lâu sau thì Lộc về, gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Trước kia công tử họ Phạm nhận được tờ ly hôn đem bàn với Huệ Nương. Huệ Nương khóc lóc, xé thư vứt xuống đất. Cha nàng cũng chiều lòng không ép nữa. Khi Lộc về, biết nàng chưa cải xá, mừng lắm, đến ngay nhà ông Nhạc. Công tử biết nhà Lộc mới bị hỏa tai, muốn giữ ở lại, Lộc không chịu, cáo tử ra về. May đại nương có vàng riêng bỏ ra sửa chữa nhà cháy. Phúc vác cuốc thuồng đi đào đất đắp nền, tìm thấy một hố tiền chôn. Đến đêm cùng với em ra đào hố lên, một cái bể xây bằng đá dài vừa một trượng, toàn đựng tiền đồng. Nhờ số tiền đó mà bắt đầu xây dựng nhà mới. Dựng lên tòa ngang dãy dọc, tráng lệ không kém đại gia. Lộc cảm phục ơn nghĩa của tướng quân, để sẵn ngàn vàng, đi chuộc cha. Phúc xin đi, nhà cho một đầy tớ trai lực lưỡng theo hầu. Lộc bèn đón Huệ Nương trở về. Chẳng mấy chốc cha và anh cùng về, cả gia đình vui vẻ đoàn tụ. Đại Nương từ khi về ở nhà bố mẹ thì cấm con đến thăm, để tránh tiếng. Nay cha đã về liền quyết ý xin đi. Anh em không nỡ để chị đi, cha bèn chia tài sản làm ba, con trai 2 phần, con gái 1 phần. Đại Nương tử tạ không chịu nhận, Phúc và Lộc ứa nước mắt mà bảo: hai em không có chị thì làm gì được có ngày nay. Đại Nương mới bằng lòng cho người đi gọi con dọn nhà về ở chung. Có người hỏi Đại Nương rằng: chị em khác mẹ sao mà gắn bó như vậy được? Đại Nương nói: biết có mẹ mà không biết có cha, chỉ có giống cầm thú mới thế thôi. Đã là người, lẽ nào lại bắt chước giống vật? Phúc và Lộc nghe nói đều chảy nước mắt, rồi thuê thợ làm nhà cho Đại Nương cũng rộng lớn như nhà mình. Tên Ngụy nghĩ bụng rằng, trong hơn 10 năm mình tìm cách gây họa cho người, mà hóa ra lại càng gây phúc cho người. Lòng khôn xiết, hổ thẹn và áy náy. Thấy họ Cừu giàu có, Ngụy lại sinh lòng ngưỡng mộ, muốn làm thân. Bèn lấy cớ Trọng mới về sắm lễ vật sang mừng. Phục khước từ nhưng Trọng không nỡ phật ý nên nhận lĩnh gà và rượu. Gà có buộc dây vải ở chân, sổng ra chạy vào bếp, lửa bén vào dây vải. Gà nhảy lên đống củi đậu. Lũ tiểu đồng con hầu nhìn thấy không để ý. Một chốc củi bốc cháy căn nhà. Mọi người hoảng sợ, may mà đông người nhiều tay dập tắt được. Nhưng đồ đạc trong bếp đã cháy hết. Anh em đều bảo con người đó là không lành. Sau đó, gặp lễ thọ của cha, Ngụy lại dắt một con dê đến biếu. Từ chối không được, phải buộc dê vào một gốc cây ngoài sân. Đến đêm, một đứa tiểu đồng bị tên người nhà đánh đập, tức giận chạy đến gốc cây, tháo dây buộc dê thắt cổ mà chết. Anh em than rằng, nó làm phúc cho mình, chẳng bằng nó gây họa cho mình. Từ đấy, tuy Ngụy vẫn ân cần, nhưng bên nhà Trọng cũng không dám nhận đến một cây kim sợi chỉ. Sau Ngụy về già, nghèo đến nỗi phải đi ăn mày. Trọng lấy ân giả oán, thường đem vải và thóc chu cấp cho. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.